Bé Joe Cook mới gần 2 tuổi. Bố mẹ bé rất vui và đang chuẩn bị cho sinh nhật của bé, bởi bé đã khỏe mạnh hơn lúc mới chào đời rất nhiều. Bé Joe đã được chẩn đoán có 2 lỗ hở trong tim và cần phải phẫu thuật để bịt chúng lại. Đối với chúng tôi, tương lai lúc đó đã đóng lại rồi. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng để không rơi nước mắt. Theo ước tính của tổ chức tim mạch Anh Quốc BHP, thì cứ 180 trẻ em ở nước này lại có một em có vấn đề về tim như Joe. Điều đáng nói là điều không may này sẽ theo các em đến hết phần đời còn lại nếu không được can thiệp kịp thời. Trong khoảng thời gian từ năm 1979 tới năm 2008, số trẻ em tử vong vì các chứng tim mạch ở độ tuổi dưới 14 đã giảm 83% nhờ được chẩn đoán sớm và công nghệ phẫu thuật tiên tiến. Tuy nhiên, người phát ngôn của tổ chức tim mạch Anh Quốc BHP cho biết tỷ lệ này lại đang có dấu hiệu tăng trở lại. Tuổi thọ của chúng ta đang được cải thiện, nhưng chúng tôi vẫn không hiểu vì sao vấn đề nói trên lại xảy ra. Bởi thế chúng tôi cần tập trung nghiên cứu để lý giải việc vì sao ngày càng có nhiều trẻ em bị mắc bệnh tim hơn. Tổ chức tim mạch Anh Quốc cho biết hiện nay ở Anh có khoảng 70.000 trẻ em đang chung sống với các chứng tim mạch. Như vậy, bệnh tim ở nước này giờ không còn là vấn đề riêng của người trưởng thành nữa.